Đây mọi người còn cái lô này là lô hồng nhung 46 lá nha mọi người nha. 46 lá có 2 lá có nha mọi người. Thì hiện tại ươm số lượng, cái vườn này nhỏ thì ươm số lượng cũng tương đối là vừa mọi người. Thì nói chung là số lượng bao nhiêu em cũng có hết, mà mọi người cũng đừng có băn khoăn, muốn nhiêu là có nhiêu mọi người. Này số lượng thì lớn nha mọi người nha, rất là nhiều luôn. Cái lô này nó đang lên rất là nhiều anh chị, ươm mà rất là nhiều luôn nha. Cái này này, này cây này 2 lá, mọi người thấy nó lên đều dễ sợ không. Nói chung là hồng nhung mình phải biết cái kỹ thuật của nó mình mới ươm được nha mọi người. Hoặc là mấy anh chị có thể mua hạt được mấy anh chị nha. Như cây này thì chết rồi, mấy anh chị thấy chưa, úng thúi, tỷ lệ hao hụt rất là cao ha. Nếu như mình không biết ươm thì nó sẽ hao hụt lớn mọi người ạ. Cái này thì em mới ươm thôi nha mọi người. Cái này ươm sao thì em mới ươm thôi, nó chưa có nảy mầm lên, không biết tỷ lệ nó có đạt hay là không. Mặc dù nó ngóc đầu lên vậy đó mọi người, nhưng mà bung lá ra hay không là một chuyện nha mọi người nha. Được như mấy cây như thế này thì nó đạt hết nè. Như em ươm mấy cái lô này nó lên hết trơn rồi mấy anh chị. Nhiều lắm. Cái này vườn cây nhỏ nha, còn vườn cây lớn 2-3 tấc thì vẫn có mà nhiều lắm. Nói chung là hồng nhung là số lượng này là nhiều, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Cây rất là xanh tốt đẹp nè mọi người, không có tưới phân nhiều luôn nha. Mùa mưa này thì nói chung là cây nó cũng tự tốt thôi mọi người. Này cây tốt quá, 4 lá nè, 6 lá nha mọi người. Mùa mưa là không có tưới phân nhiều. Mọi người cứ nghĩ là nhà vườn của tụi em thì thúc phân dữ lắm để cho cây nó mau lớn, nhưng mà cái vườn của em không có bón phân nhiều nha mọi người. Cây này cái tương đối là dễ trồng, nó tương đối là dễ trồng cho nên là cũng không cần phải phân tưới gì nhiều đâu mọi người. Em còn tiếp tục ươm nhiều lắm, cứ hết lô này ươm hết tới lô khác thôi mọi người, cho nên là không có thiếu đâu. Cứ liên hệ vào số hotline 0969 03 09 05 nha mọi người nha.